Thưa quý vị, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số, trong đó có 3 nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền và nhu cầu đầu tư tích lũy trong giai đoạn kinh tế khó khăn, các nhóm lừa đảo công nghệ cao đưa nhiều người vào bẫy bằng các chiêu thức việc làm online hoặc đầu tư siêu lợi nhuận, tuy cũ nhưng vẫn khiến nhiều người cả tin và mất tiền oan. Kịch bản thường gặp với hình thức lừa đảo này là mạo danh thương hiệu, logo để tạo lập các trang điện tử, tài khoản Facebook, Telegram, Zalo. Tinh vi hơn, những kẻ lừa đảo còn sử dụng hình ảnh, video, con dấu, chữ ký và tên tuổi các lãnh đạo, chuyên gia uy tín để tạo ra các hợp đồng, giấy cam kết, công văn giả mạo. Sau đó tiếp cận người dùng bằng những lời mời gọi công việc online hoặc các gói đầu tư cam kết siêu lợi nhuận, rồi lôi kéo thực hiện các khoản thanh toán hoặc đầu tư không hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, nhiều người đã sập bẫy và mất số tiền lớn. Một trường hợp lừa đảo đã xảy ra vào đầu năm nay sau khi lặn lội từ quê nhà ở Hải Dương tìm đến trụ sở của quỹ đầu tư Vina Capital ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thông tin. Một người phụ nữ sinh năm 1985 mới biết là mình bị lừa, vì ngay cả bản thân quỹ đầu tư này cũng không hề có chương trình thu hút đầu tư nào. Theo nạn nhân, sau nhiều lần làm theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo để nhận về số tiền trúng thưởng lớn mới cho rút tiền, chị đã vay mượn và chuyển cho nhóm lừa đảo mỗi lần từ 200 đến 300 triệu đồng, với tổng số tiền nộp lên đến gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 năm 2023, một hình thức lừa đảo trực tuyến nở rộ là lôi kéo người dùng thông qua các trang mạng xã hội và gửi đường dẫn để đề nghị người dùng cài đặt ứng dụng mạo danh các cơ quan chính phủ, ủy ban chứng khoán nhà nước, các ngân hàng, quỹ đầu tư, dịch vụ tài chính. Sau khi con mồi cài đặt, chúng sẽ yêu cầu họ cấp quyền hỗ trợ cho ứng dụng mạo danh hoặc nạp tiền vào ứng dụng này để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người dùng. Trong thông báo của mình, Tổng cục Thuế cho biết những kẻ lừa đảo thiết lập và sử dụng tên miền, ứng dụng giả mạo cơ quan thuế và quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo việc ủy quyền đóng thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động, những kẻ lừa đảo còn sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập ứng dụng giả mạo cơ quan thuế. Thưa quý vị, Cục An toàn Thông tin đã chỉ ra một số đặc điểm nhận diện của website giả mạo lừa người dân cài đặt ứng dụng có mã độc, đó là làm giả logo của chính phủ, giả mạo nút cài đặt để điều hướng nạn nhân sang đường dẫn tải file có đuôi .apk độc hại. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn giả mạo cả đánh giá, bình luận nhận xét tốt về ứng dụng cài mã độc. Chiêu thức này đã và đang gây ra hệ lụy lớn, không chỉ ảnh hưởng uy tín của nhiều tổ chức doanh nghiệp mà còn gây tâm lý hoang mang cho người dùng. Do đó, mỗi người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo để có ý thức cảnh giác tốt hơn, từ đó mới có thể giảm tình trạng lừa đảo trực tuyến. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.